Chùa Ba Vàng ngày 15 tháng 6 2023 gửi các con khóa sinh khóa tu mùa hè lần 1 năm 2023 của sư phụ. Em rất vui và hạnh phúc khi được sư phụ gửi thư cho mình. Sư phụ, em qua em đọc thư em biết được, em thấy cảm nhận được sự yêu thương của sư phụ dành đến cho chúng, cho khóa sinh chúng em ạ. Em cảm thấy là sư phụ là một người đơn ác, như kiểu bố mẹ ruột bọn mình. Sư phụ đã dạy cho chúng em rất là nhiều bài học hay và bổ ích để chúng em có thể rút được ra những kinh nghiệm. Và sau khi mà tham gia khóa tu này về nhà thì chúng em có thể gọi là tích được cho bản thân những cái kiến thức, những cái điều hay, ý tốt sau khi mà tham gia khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng ạ. Sư phụ là một người rất là vĩ đại ạ. Bởi vì là khi mà sư phụ mở một cái khóa tu mà có thể đem đến, thứ nhất là trải nghiệm cho khóa sinh và giúp chúng mình có thể lớn trên con đường trưởng thành của chúng mình, giảng cho chúng mình những bài học để chúng mình biết quý trọng gia đình, bố mẹ và các việc làm lao động mà bản thân mình từ trước đến giờ chưa làm được, thì hôm nay mình về đây mình đã làm được rồi. Em khi em đọc bức thư này em thấy rất là cảm động ạ. Bởi vì là sư phụ thực ra là không phải bố mẹ của mình, cũng không phải là máu mủ ruột thịt của mình, nhưng lại có thể có một tấm lòng từ bi muốn đem đến cho mọi người và rất quan tâm bọn em. Em nhớ là sư phụ nó rất là yêu thương chúng em và dặn chúng em luôn phải ở khi về đến sau khi vào con tu vào nhà thì sẽ luôn phải nghe lời cha mẹ ông bà, chăm ngoan học giỏi ngoan ngoãn ạ. Trong cái bức thư này sư phụ viết rất là nhiều lời giống như là các con thân mến, xong sư phụ rất là yêu quý các con vô cùng, sư phụ lặp lại rất là nhiều lần, điều đó cho em cảm thấy là sư phụ thật sự quan tâm và yêu thương chúng em rất là nhiều. Tình yêu thương này không thể mà sử dụng bằng lời để nói hết được ấy ạ. Hoặc là sư phụ có viết là sư phụ mong muốn là sau khóa tu này chúng em sẽ lớn khôn và trưởng thành hơn. Điều đó cho em thấy là sư phụ rất là muốn chúng em qua khóa tu này chúng em tích được nhiều kiểu, chúng em sẽ được trưởng thành hơn để trở thành những con người tốt hơn, làm phiên bản tốt hơn của chính mình ạ. Lúc ở nhà em có nhiều việc em không làm được, nhưng mỗi khi đến đây em đã làm được rất nhiều đồ, nhiều việc như rửa bát và dậy sớm và tự lấy thức ăn và được thay quần áo, làm tất cả mọi việc mà mình chưa làm ạ. Sau khi trở về từ khóa tu này và học được những bài học rất hay và bổ ích thì em sẽ cố gắng trở thành một người con hiếu thảo, biết phụng dưỡng cha mẹ, nghe lời cha mẹ ông bà và thầy cô ạ, sẽ làm được những điều hay tốt đẹp để giúp cho cuộc sống và xã hội này trở nên văn minh và tốt đẹp hơn, tràn ngập những niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Em nghĩ là em sẽ thực hiện tất cả những lời mà mình sư phụ dạy và sư phụ chỉ, rằng một người con hiếu thảo, một người mà biết quan tâm tất cả mọi người giống như là sư phụ ạ. Con hứa với sư phụ là con chắc chắn sẽ luôn ngoan ngoãn, thêm ngoan học giỏi như lời sư phụ đã gửi thư cho con ạ. Em rất là muốn gửi lời tri ân cũng như là một lời cảm ơn sâu sắc đến sư phụ vì khóa tu này đã giúp bọn em lớn khôn hơn cũng như là trưởng thành hơn. Em rất là tri ân là đến sư phụ, công ơn của sư phụ đã cho bọn em tham gia được khóa tu rất là ý nghĩa này. Chúng con cảm ơn sư phụ nhiều lắm ạ.